Mày có gây ra chuyện gì không? Mà để chị đại chúng ta gấp như thế này. Không, bọn tao làm gì đâu. Thật chứ? Thật là chúng mày thề đi. Tao thề đấy. Tao cũng thề. Rồi. Chị cho các bọn em có việc gì hả? Tao có việc quan trọng giao cho chúng mày đây. Là việc gì vậy chị? Chúng mày, hãy nhìn cái này đi. Đây là một cái diều mà. Đúng vậy, nó là một chiếc diều. À, anh hiểu ý chị rồi. Chị muốn bọn em đi mua chiếc diều để cho chị đi chơi thả diều đúng không ạ? À, chị muốn quay lại tuổi thơ đúng không chị? Thơ cái đầu chúng mày, nó không đơn giản như chúng mày nghĩ đâu. Bọn em vẫn chưa hiểu ý của chị ạ. Mày có thấy những họa tiết ở trên con diều không? Có ạ, nó là một con chim phượng hoàng ạ. Đúng vậy, nhưng mà con chim đó chính là bản đồ kho báu. Nó đang ở đâu vậy chị? Nó đang ở trong tay bọn Đinh Cơn. Nếu chúng ta có được chiếc diều này thì chúng ta sẽ có được kho báu. Thế bây giờ bọn em phải để cho bọn Yên Cơn để lấy chiếc diều ạ? À? Đúng vậy. Vâng ạ, bọn em đi luôn đây ạ. Có chuyện gấp muốn nói, hai cô đến ngay nhé. Dạ vâng, bọn em biết rồi. Bọn em đến ngay. Có chuyện gì vậy Candy? Sếp đã muốn gặp chúng ta. Ừ, phải tới đi cấp một diều, thì chúng mình cùng đi nhá. Ừ. Đi thôi Candy. Chiếc diều đây rồi. Đây là kho báu rất đáng giá, nhất định nó phải là của mình, không thể để rơi vào tay khác được. Mày lại cầm chiếc diều chạy đâu vậy? Mày dám phản bội à? Ê!
trọng như vậy mà bây giờ sếp mới nói cho chúng ta. Đi. Là lính của Alibaba. Chứ gì không? Rõ ràng là tôi để chiếc rìu ở đây mà. Không xong rồi, chắc chắn chiếc rìu nó rơi vào tay bọn Alibaba rồi. Có lẽ nào bọn Alibaba đã biết chiếc rìu chính là bản đồ kho báu. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng lấy lại chiếc rìu trước khi bọn chúng tìm ra kho báu. Đi thôi. Chị, bọn em đã lấy được chiếc rìu về đây rồi chị ạ. Thế còn thằng kia đâu? Nó định lấy chiếc rìu này làm của riêng, lấy nó giết nó rồi chị ạ. Thôi được rồi, thì chúng mày có bị bọn Ninh Cơn phát hiện không? Không chị ạ, khi bọn em đến đấy không có bọn Ninh Cơn ở đó. Tốt lắm, chúng mày đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm kho báu. Vâng ạ. Sau khi lấy được kho báu thì ta sẽ có tất cả. Hy vọng là bọn chúng chưa rời khỏi đây để đi tìm kho báu. Tấn công nhanh, tiêu diệt gọn.
ta giao đến đâu rồi? Chúng em đã tiêu diệt bọn Icon. Hai thằng kia đâu? Hai chúng nó đã bị bọn Icon tiêu diệt rồi. Không sao, biết là bọn Icon đã bị tiêu diệt. Mày đi sang bên kia. Yes sir. Việc tôi giao cho ông đến đâu rồi? Tôi đã chuẩn bị hết tất cả rồi, ông yên tâm. Đây là vùng đất có rất nhiều chuột, tôi muốn ông tiến hành thí nghiệm trên vùng đất này. Đây là vùng đất lý tưởng để tôi thực hiện kế hoạch. Ông, hãy mau cho người tiến hành đi. Ok. Thực hiện kế hoạch. Ông hãy nhìn đi. Tốt lắm, đây sẽ là vũ khí tôi thống trị vùng đất này. Thank you.
vào một hướng, chúng ta phải đi theo xem sao. Đây đúng là một món vũ khí lợi hại, nhưng mục tiêu của tôi là bọn Icon. Ông kia tâm đi, chuột này rất là đông, bọn Icon sẽ không làm gì được. Nếu không có kiến thức giải này. Là bọn Icon. Chắc chắn bọn này chính là người đã tạo ra lũ chuột. Phải bắt sống bọn chúng để tìm ra cách giải quyết lũ chuột. Đại ca, để em. Chắc chắn đây là thuốc giải rồi, chúng ta mau đi thôi.